chào các bạn. Ken, Frankenstein đang gấp rút chuẩn bị bữa tiệc ngoài trời. Còn các cô gái, Rapunzel, Sayako của chúng ta thì chỉ cần xinh đẹp thôi, phải không nào? Ôi, một vật thể lạ. Liệu đó có phải là kim cương không nhỉ? Sayako sẽ lấy nó. Ôi không, điều gì đang xảy ra thế này? Wake up. Sao Sayako lại hóa thành zombie thế kia? Thật kinh khủng mà. Hãy để Frankenstein. Não, Sayako cần não. Hãy đưa nó đây. Nhưng Sayako vẫn còn đói. Hãy đưa não đây. Hy vọng Ken sẽ không bị phát hiện. Ôi không, xấu hổ quá đi mất. Rapunzel ơi, trốn kỹ vào nhé. No. Nếu nguy cấp thì hãy chạy ngay tới trung tâm mua sắm nhé. Hiện đang là giờ nghỉ trưa của nhân viên các bạn ạ. Wow, chiếc váy đẹp quá. Nhưng Sayako cũng là con gái và cũng thích mặc váy đẹp nhé. Chiếc váy này thì sao Sayako? Không, Sayako thích váy đen cơ. Vậy thì hãy để tôi giúp bạn nhé Sayako. Các bạn ơi, hãy thiết kế cho Sayako một chiếc váy công chúa thật đẹp nhé. Tông màu chủ đạo sẽ là sắc đen mạnh mẽ và quyến rũ. Đính kết lông vũ và hạt lấp lánh nữa là hoàn thành rồi nhé. Ôi, chiếc váy rất hợp với Sayako. Ken, Frankenstein ơi, hãy tới trung tâm mua sắm ngay nhé. Ken sẽ đến hiệu thuốc và mua vaccine phòng chống zombie. Thank you. Còn Frankenstein sẽ tới cửa hàng bánh và mua ít bánh ngọt nhé. Các chàng trai đã về tới nơi rồi. Rapunzel trộn lẫn vaccine vào bánh. Sayako ơi, có muốn thử chiếc bánh này hay không? Các bạn hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Sayako nhé. Chào mừng các bạn đến với thế giới bóng đêm. Ôi, em bé Bamboo đang khóc kìa. Còn đây có phải là Sayako không nhỉ? Sayako ơi, đừng bỏ lại em bé một mình trong rừng nhé. Sayako sống ở cuối rừng, trong một căn nhà ấm áp và luôn đầy ắp tiếng cười. Chắc em bé đang đói lắm đấy. Uống sữa và ngủ ngoan nhé em bé. Ôi, thì ra là em bé thích uống loại sữa có màu đỏ tươi.
cỏ các bạn ạ. Một năm sau, em bé đã có thể bò tung tăng khắp nhà rồi này các bạn ơi. Bố Frankenstein sẽ cho em bé ăn chút bánh ngọt nhé. Em bé ngày một hiếu động và còn thích bay nữa, nên bố Frankenstein chắc sẽ vất vả với em bé lắm đây. No. Mệt thì mệt, nhưng chỉ cần nghe tiếng em bé cười là mọi phiền muộn đều xua tan phải không các bạn? Em bé ngoan ơi, đến giờ đi ngủ rồi nhé. Ôi, em bé đâu rồi? Các bạn có thấy em bé ở đâu không? Thì ra là em bé đang ngủ như một chú dơi con đáng yêu này các bạn ơi. 5 năm sau, hôm nay em bé sẽ đi học mẫu giáo nhé. Lớp học có thật là nhiều bạn, nhưng hình như các bạn không thích chơi với em bé thì phải. Nhưng đừng buồn nhé em bé. Oh no. Bên cạnh chúng ta sẽ luôn có những người bạn tốt. Thanks. Và em bé Barbie là một ví dụ nhé. Yes, yes. Hãy cùng học múa nào. Wow, Barbie múa thật là đẹp. Bumper cũng múa đẹp quá đây. Xem ra các em bé của chúng ta rất thích múa các bạn nhỉ. 10 năm sau, hãy thử sức ở cuộc thi múa sắp tới nhé các cô gái. Barbie và Bumper xinh đẹp ơi. Oh yes. Bumper và Barbie đã sẵn sàng rồi đây. Ew. Nhưng Barbie đang bận chút việc, okay. Nên Bumper hãy chờ Barbie một lát nhé. Ok. Cả Raquel và Ricky cũng sẽ tham dự cuộc thi lần này nhé. Ôi, các cô gái có ý đồ xấu kia. Họ đã làm rách váy của Bumper rồi. Ôi, oh my god, chuyện gì đã xảy ra thế này? Don't cry. Đừng lo lắng nhé Bumper. Các bạn ơi, hãy cùng Barbie thiết kế một chiếc váy ba lê thiên nga đen thật đẹp dành riêng cho cô nàng Bumper xinh đẹp của chúng ta nhé. Thật đẹp nhé các cô gái.
Jawel sẽ mở màn đêm thi hôm nay. Tiếp đến sẽ là phần thi của Nicky nhé. Các bạn ơi, hãy cùng cổ vũ cho Barbie của chúng ta đi nào. Barbie ơi, cố lên. Barbie đang chuẩn bị lên sân khấu thì bị Jawel, Nicky ngáng chân kìa các bạn ơi. Mạnh mẽ lên Barbie. Barbie ơi, cố lên. Barbie ơi, cố lên. Ôi, chắc hẳn Barbie đang đau lắm. Nhưng với tinh thần của một chiến binh, hãy chiến đấu đến cùng nhé Barbie. Cố lên nào. Cô gái của chúng ta thật mạnh mẽ. Còn bây giờ, hãy cùng hồi hộp chờ đợi phần công bố điểm từ ban giám khảo nhé các bạn. Tất cả các cô gái đều là người chiến thắng. Xin chúc mừng.